Phương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2016, Phương Thúy hiện đang có mặt tại trường High School thuộc thành phố San Jose để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về buổi lễ phát quà Giáng sinh do cô Cẩm Bình, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo tổ chức tại thành phố San Jose. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Chị Mai hôm nay đến tham dự cái buổi phát quà của Võ Việt Nam thì chị thấy thế nào? Em thấy vui lắm, mỗi năm cô Cẩm Bình đều tổ chức có một group hội họ sponsor, họ tặng quà cho các em mỗi năm. Thì năm nào cũng tổ chức thì các em look forward để đến nhận quà, rồi lễ lên đai, rồi ăn tiệc. Actually theo học cô Cẩm Bình thì cậu có nhiều cái hay lắm. Cổ cho các em chẳng những học võ không, các em còn được học thêm những truyền thống Việt Nam, được đi trình diễn, được múa. Các em học hỏi được chẳng những chỉ về cho khỏe mạnh về thân thể mà biết thêm nước Việt Nam mình, truyền thống Việt Nam nữa. Chúc toàn thể quý vị một mùa Giáng sinh thiệt là ấm cúng bên gia đình, người thân và người yêu thương của mình. Võ Việt Nam của San Jose xin gửi lời chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, an lành, một năm mới thành công, may mắn, hạnh phúc. Giờ trong cái chương trình duy trì cái văn hóa Việt Nam và giữ gìn môn võ thuật của Võ Việt Nam thì em dẫn cho sếp đi học võ thì hai mẹ con học luôn. Xin kính chúc quý đồng hương hưởng một mùa lễ Giáng sinh được tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, gia đình ấm no. Con chúc mọi người đang coi này một Noel vui vẻ. Nhân mùa Giáng sinh, tôi đại diện ông già Noel của Võ Việt Nam xin gửi đến toàn thể quý khán giả một mùa Noel Giáng sinh thật là hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Và Thái Phạm tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc bên gia đình.